Xin chào các bạn. Hôm nay bồn nước Thạnh Phát này thi công cho nắp máy bơm tăng áp cho nhà nước yếu. Đây, trên trước mặt mình đây là máy bơm Panasonic 130 JAK 130W. Thì giờ mình sẽ gắn máy năng lượng mặt trời, gắn cái bồn nước này, cái máy bơm này đẩy lên trên bồn nước xuống dưới nhà và đẩy trên năng lượng mặt trời trên này. Thì kết hợp cho vừa đẩy cho nước giếng đẩy lên trên cao và đẩy xuống dưới nhà. Chỉ sử dụng máy bơm này là đủ công suất cho nhà khoảng 2 phòng, 2 nhà vệ sinh và đẩy lên trên máy năng lượng mặt trời. Đây. Đây bộ phận của nó, và đây là bình áp. Bình áp này có bán rời nha các bạn. Các bạn cần mua thì có bán rời. Đây giá siêu hạt rẻ. Thì máy bơm này Thành Phát nhập của máy bơm Thịnh Phát, đơn vị nhập khẩu máy bơm này trực tiếp bên Malaysia. Thì thông số của nó đây, Panasonic model A130JAK, chạy nguồn điện 220, xuất xứ tại Jakarta, Indonesia. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nắp cho các bạn cùng nhau theo dõi. Thì đây là đường ống nước cấp cho, thì mình đã đấu từ bồn này đấu ra. Đó là bình áp của nó. Bình áp của nó thì cỡ 120-30W này thì xài cho được 2 phòng nhà vệ sinh thì tương đối mạnh. Còn nếu như mà nhà có nhiều phòng hơn thì sử dụng loại cao hơn, 150 hoặc 200. Đây, bắt đầu siết ra. Cái này các bạn làm hai cái rắc co nha. Khi lắp đặt các bạn chú ý là nhớ kê lên nha, để nước nó lâu ngày nó mát không có an toàn nên phải kê lên một tí. Mới à? Tiền ăn trắng ăn đâu có kịp không? Đi làm giống như cờ lê, mới mua được có khoảng 20 ngày đã mất rồi. Cháo cắt bự bự đâu rồi? Có cho thằng nhà nó cầm đi làm rồi nó đánh gãy luôn rồi. Xài cái gì mà gãy được? Gãy lưỡi. Gãy lưỡi? Cái lưỡi đấy mà gãy được? Ừ. Vãi rồi. Xứt ra luôn. Cái này bằng gì đấy? Bằng nhựa, lấy xịt vừa tay đâu. Nhựa, không phải nhựa đâu. Nhựa. Cái này có ít keo con chó dính vào đấy nữa thì tuyệt vời. Chứ tao hỏi chính nhưng nó kêu vào đấy bằng đấy. Không, thì thường keo con chó gắn ở trên này à. Không, nhưng có nhiều con keo nó như chất keo ở đấy. Trong này nó có cái nấy thì mới sợ. Ừ. Đây là cái rờ ne của nó nha các bạn. Đây là rờ ne. Cái rờ ne này khi mà nó cạch cạch liên tục là ta có thể thay rờ ne khác được. Các bạn muốn mua rờ ne khác thì cứ liên hệ Thịnh Phát. Thịnh Phát GNC có trụ sở tại quận 12 để nhập cái loại rờ ne bơm tăng áp này. Trụ sở Quảng Đông, Trung Quốc. Đây công trình mình đang thi công ở thành phố mới Bình Dương. Khu các bạn nhìn thấy xa kia là tòa nhà hình tháp đôi, biểu tượng đặc trưng của Thủ Dầu Một Bình Dương. Thôi ta tập trung vào công việc. Các bạn muốn hỏi cái giá máy bơm này bao nhiêu thì máy bơm này nó có nhiều loại giá nha các bạn.
giá nó dao động từ 1,4 triệu cho đến 2,1 triệu tùy từng dung tích công suất của máy. Cầu đẩy ra 34 luôn. Các bạn đây ta sẽ bắt đầu lắp. Bây giờ ta sẽ cái này các bạn nên sử dụng rắc co nha, để nhiều lúc tháo ra sửa chữa rất là đơn giản, không phải tốn cái đồ lối gì cả. Ta dùng như rỉ nước ở mấy cái ren này, ta dùng lấy tay lấy rắc co ta mở ra thôi. Chỉ những người thợ đẳng cấp mới có thể làm được rắc co. Đây rắc co lên là bắt được. Bây giờ đang có loại máy bơm phổ biến là máy bơm tăng áp điện tử của Nhật Bản Rakan. Các bạn nào không muốn sử dụng cái loại máy bơm mà tăng áp của Panan là cứ cạch cạch thì sẽ loại đấy bơm đấy. Loại bơm đấy là sẽ nó không kiểu nhấp cạch 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 như loại này, mà nó sẽ là chạy liên tục. Các bạn đóng lại nó sẽ chạy, các bạn mở nó ra nó sẽ chạy, nó không có kiểu nhấp cạch 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 như các loại dòng Panan này. Rồi, sẽ đo gắn nấu đây. Số phận nó vậy đi. Mẹ đâu mày? Được, không sao cả. Xoay một xíu nữa. Xoay. Xoay đẹp rồi. Đúng rồi. Vậy đi. Hôm nay phải nói ông cũng thông minh nhỉ. Một máy bơm mà lắp đôi việc nhờ. Máy bơm kiểu việc thả là xài một cái còn đỡ. Xài nhiều cái quá. Cái dòng máy bơm biết vì sao nó kêu không? À. Khi mà cái nước ông khóa lại hoặc là nó bị yếu ấy, cái đấy nó sẽ giật. Đấy. Thà là nó mạnh hẳn ấy, đấy nó không giật. Hoặc là ví dụ nó dừng hẳn ấy, nó không giật. Đây nó cứ kiểu dở dở ngương, nó không dừng hẳn, nó cứ chạy chạy là nó cứ tạch 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 điệt lại. Đây ai mà nghe thấy. Bực mình, xoay cái này. Không phải thôi, sáng là vừa phải. Bảo hành nó ít hơn. Bảo hành 1 năm, khi máy kia bảo hành 2 năm. Máy này máy cơ, mấy cái máy điện tử. Cái cơ xài thời gian thì nó dơ, cái cơ bắt đầu là phải thay. Mấy cái máy điện tử nó đâu có dơ đâu. Mấy cái nó êm. Chạy nó cũng êm đấy, nhưng không kêu. Cái đấy xoay chiều nào chả được cũng được. Không quan trọng. Để gọn gàng mà tí nữa nắp cái bầu áp nhá. Bỏ này. Được đây. Nó hơi xấu tí nhưng mà không sao. Người nó xấu quá. Hơi xấu gì. Xin lỗi chàng. Xấu quá. Ở ngoài có dùng từ quá không? Có gì anh? Quá là hốt luôn á. Từ đấy nha, nó mất vệ sinh quá nên bọn em mới xài nó. Thứ quá đúng không? Xấu quá có nghĩa là hốt xấu luôn á.
ngắn như xíu. Lại chìm mà. Rồi. Quay lại mà để cho. Điếu đi. Dạ anh hút đi. Em em vừa hút xong rồi ạ. Để thì em hút em cảm ơn. Làm điếu à? Hả? Thằng này nó em... nó chích thế ạ. Không luôn hả? Chích luôn hả? Hôm nọ anh kiếm cái số điện thoại gắn lắp đặt cái này trên mạng đúng không? Hôm nọ anh kiếm số kiếm cái bọn em là anh trên mạng anh kiếm đúng không? Mã đâu mã? Dạ. Hôm nay cũng gọi cho anh mà. Vâng. Không thì thì anh bảo là trước khi mà anh gọi ông này này. Rồi, nhà này gắn cái đắc co này nữa là hoàn thành. Ồ, mình tưởng 125 bự dữ, tiết kẹo chẳng. Rồi anh mở nước ra. Máy to nó cũng vậy anh ạ. Nó chỉ khác nhau cái công suất thôi. Nó đủ cho khoảng chừng 3 giòi không? Có đấy. Anh có bao giờ anh xài cùng lúc 3 cái không? Nó không cái đấy không sợ đâu mà anh. Cái đấy anh mở chắc chắn là phải mạnh hơn nước bình thường của anh đây rồi, mạnh hơn nhiều luôn. Xài cái loại 200 thì nó cũng đâu nó cũng cả như vậy thôi. Chẳng qua là cái nó có một cái bộ điện tử á, cái điều áp thì nó mạnh hơn thôi. Nếu mà anh xài cái loại của Nhật kia nó mới to. Đưa báo Nhật thì anh bảo không xài Nhật thôi, phải xài chất điện Panam nào. Mà nó áp nó vậy nhá. Panam nếu mà loại mà đẩy kia thì nó ấy hơn. Đẩy kia thì giá nó máy nó to hơn. Này có cái đặc trưng rồi là nó rất là kêu anh. Anh nghe tiếng rồi. Ờ, anh đi công chuyện chút xíu có gì không tiếng. Cần hoàn thành. Đã xong xuôi mình sẽ đấu điện và đưa lên cho các bạn xem. Trời đã tối rồi. Sao mà đang lên mạng được hay không? Rồi. Đây. Như vậy ta đã hoàn thành. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ Thành Phát 0935 500233. Bây giờ mình sẽ chế thùng xốp để đậy cái này lại để ngoài mưa. Đây, đây các bạn không ạ? Đúng là không gì đẹp bằng đúng không? Ok. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Thì mời các bạn đi hết này. Đó. Đấy, để trên năng lượng mặt trời cho bồn phụ. Tại vì nhà này không có nước máy. Nên nó bắt buộc phải dùng sử dụng bơm áp để đẩy thẳng lên trên đấy. Và để xuống dưới nhà. Xin chào các bạn, trời đã mưa rồi.